Xin chào tất cả quý vị và mọi người nhé. Theo chân một anh ở trên này lên thì anh có dẫn đi vào vườn hoa tam thất, cây tam thất ấy mọi người ạ, hay còn gọi là thất diệp nhất chi mai đây, là nó đây. Thì mọi người cùng em vào thăm vườn cây tam thất nhé. Cây tam thất này là rất quý hiếm chứ không phải là ai cũng vào được vào xem đâu. Nên là hôm nay em quen một anh thì anh giới thiệu mới cho em vào xem vườn hoa tam thất nhé. Nằm sâu trong rừng già mọi người ạ. Đây mọi người này. Chào anh em nhá. Đây mọi người mà anh em lại quay về với kênh của tình đây. Em đang. Đây mọi người ạ. Cái vẻ đẹp của cây. Đây là cây hoa tam thất nha mọi người nhá. Cây tam thất đây. Đây mọi người nhìn cây. Đây là anh có che hết đây nhá, che lắng. Đây là cây này là nó rơi vào tầm hơn 3 năm tuổi rồi đây. Đây đang ra hoa đây mọi người ạ. Đây là ở đây là người quen thì họ mới cho vào nhá, nhưng thường thường là người ta không chúng làm rồi. Thế thì chúng làm này trồng từ bao giờ? Cái này cháu còn nhổ ra khi nhổ rừng nó còn to lắm. Cái này mình lấy giống ở tận trên rừng bè à? Vâng. Vâng em chào anh nhá. Vâng, anh tên là gì nhỉ? Thắng. Vâng, anh là vườn chủ vườn của hoa tam thất này nhỉ? Vâng. Vâng. Vì cho em hỏi cây vườn hoa tam thất này, cái cây này là khoảng bao nhiêu năm rồi anh? Cái số này trước mình nhổ rừng về trồng đây chắc là hơn chục năm. À hơn chục năm rồi cả. Vâng. Thực ra là trong rừng thì cũng không biết bao nhiêu năm rồi. Không, không, không mình chỉ rồi. Mình trồng mang về rừng trồng là được 10 năm rồi. Vâng. Mang về đây trồng được bao nhiêu năm? Vâng. Mang về đây trồng được khoảng 4 năm, 5 4 năm. 4 năm. À trước là mình trồng trước lấy trên rừng gì? Thế là vâng. Mình mang về trồng là được 4 năm rồi gì? Vâng. À cái cây thế trước mình nhổ về là cây nó to không? Cây có, nó vẫn gần to thế này. Gần to này à? Vâng. À. Thế mình mang về trồng. Vâng, thế này là mình biết cây à hay như nào? Vâng mình biết cây. À. Ở Trung Quốc nó thu mua nhiều. À mình nên là bắt đầu ấy. Toàn nhổ đi tìm bán hết ra nước ngoài xong là mình hết đi tìm thấy có giá trị xong mình đi trồng lại. À đúng rồi, mình có giá trị mình sẽ trồng. Vâng. Còn những cái cây bé kia là mấy năm rồi, mình trồng mấy năm rồi? Cái số kia là được 4 năm, gần 5 năm rồi. Cái số đấy là mình gieo giống ra. À cái này là gieo giống ra với trồng lâu hơn cái này phải không? Vâng. À. Chứ còn mình trồng cùng cái này nhưng mà cái này mình đánh về. Vâng. Còn cái này là mình gieo hạt. Gieo hạt lên. Hạt vẫn mình lấy hạt của cái này à? Vâng. Nó là có một chút. Đây mọi người này, cũng em thì trời nóng lắng mưa là phải che mọi người ạ. Đây. Vườn tam thất đây. Những cây tam thất này thì mọi người sẽ lên mạng tra cứu và biết là có tác dụng gì rồi. Thì hiện tại ở đây thì em được biết và được chủ vườn cho biết là trồng hai loại cây mà lá to và lá nhỏ nhé mọi người nhé. Cây này là có độ tuổi thì của gia đình mang về trồng là 4 năm, còn trên rừng nó to gần như này rồi. Mọi người nếu có nhu cầu ấy thì hãy comment bên dưới để em cuối năm em sẽ nên yêu cầu chủ vườn này bán mọi người nhá. Thì cây này thì đầu năm thì chưa bán được, chưa thể bán được mọi người ạ. Thì cây này thì bây giờ mới đang giờ hoa thôi, còn phải ra quả thì phải cuối năm cơ người ta mới thu hoạch thu mua. Vâng, mọi người đây là cây được 2 năm tuổi nhé, cây giống được 2 năm tuổi mọi người ạ. Đây thì anh ươm vào trong những cái bầu này. Thì có hỏi anh đấy là cây này có thể mang về dưới khu vực lóng trồng được không? Thì anh ấy trả lời là nếu cây này nó ưa lạnh thì phải từ độ cao từ 1600 trở lên nhé. Thì nó mới sống và phát triển tốt. Còn về chỗ vùng dưới ấy, thì nó lóng, nó vẫn sống nhưng mà phát triển chậm mọi người ạ. Nó sẽ phát triển nhưng mà sẽ phát triển chậm, không thể lớn nhanh được. Thì nhổ trên rừng cũng to rồi nhưng mình có biết là trồng nhổ từ trên rừng to như này rồi nhưng mà về trồng được 4 năm rồi. Vâng. Thì có khả năng cái cây này đến chục năm rồi phải không? Vâng. Ê,
Đấy. Thì cây 4 5 tuổi của mình có bé tí này mình nhỉ. Đây mình gieo lên là cây 4 5 tuổi đây. Bé tí thì ti đây. Cây này nó có dễ chăm sóc không? Có. Nói chung nó cũng không chăm sóc cũng không khó đâu mà. Bây giờ nhưng mà có ít người, có người nhiều người trồng nhưng mà nó lại không phát triển mạnh cơ. Rất nhiều người trồng nhưng mà muốn làm. Đây mọi người nhé, cùng em vào ngắm vườn hoa, vườn cây tam thất hoặc là thất diệp nhất chi hoa mọi người ạ. Những cây này dự đoán của anh chủ vườn thì là khoảng độ được tầm chục năm tuổi rồi, vì lúc đấy anh trồng về cây đã khá tọa cao rồi, anh đánh về đã khá cao mà đã trồng được 4 năm tuổi nữa rồi. Đây là mình gieo hạt ra đấy. Gieo hạt ra là giống đây đã được 1 năm tuổi đấy. Một năm tuổi như đây này. Là thử xem cây này. Cái nào đủ thì vẫn 7 lá hết. 1 2 3 4 5 6 7 đây đây. Đây là tại sao gọi là trên nở hoa. Đây tại sao chi hoa có là một cành hoa ấy. Một ấy đây chỉ có một diệp thì thất là 7. Diệp là lá.